Mọi người hiểu tại sao nó có một cái từ trường rất mạnh, mà từ trường đó ít ai biết. Mà mình mà học cái này á, làm giãn mao mạch ngoại vi, nhưng mà cái đặc điểm nữa của cái đái này là giãn mao mạch nội tạng, và nó có một cái kỳ diệu lắm. Cho nên á, tôi nói là sẽ còn phát hiện nhiều điều nữa. Ví dụ như tôi nói một cái chuyện này nè, bây giờ có người đó đặt khớp gối, bây giờ làm sao hết khớp gối? Tôi nói dễ lắm, đừng có đụng tới khớp gối. Mình thứ nhất mình chờ nóng ở ruột gan để cho nó dẫn lưu hết toàn bộ cơ thể, nhưng mà muốn cái dẫn lưu đó nó đi về đâu thì mình chờ bên kia vào đó. Tức là mình dùng hai cục đá, một cái chùm nóng đi, một chùm nóng cái lòng kia, thì hai cái nó dẫn lưu nhau, nó đụng vô khúc gối, nó điều chỉnh cho mình. Không cần đụng khúc gối mà khúc gối cũng đạt, cũng hết đạt. Mọi người hiểu tại sao nó có một cái từ trường rất mạnh, mà từ trường đó ít ai biết. Mà cái đá mình á là có cái từ trường mạnh cực kỳ, không giống như đá ở nước ngoài. Tôi đi ở nước ngoài tôi thử hai cái đá, khi tôi đặt nó vô á nó dạt ra. Còn cái của mình á làm gì nó hút đi vô, lấy cho hai cái đá đây kia. Mà cái này ít ai để ý cái lắm. Và mọi người sẽ thấy một cái điều đặc biệt, bởi vì trong tất cả những cái đá mà có những cái loại từ trường ấy, thì nó có điều là một cái hút và một cái dạng ra. Còn này không có, mọi người để cái đá này, mọi người sẽ thấy là đá nó hút vô. Bây giờ tôi đổi qua mặt này cũng hút vô này. Tôi đổi mặt này cũng hút vô này, nó đặc biệt một sức hút lạ lùng. Cho nên cái từ trường nó kỳ diệu lắm. Khi mình đặt ở đây cái, mình đặt ở đây cái, hai cái này tự nhiên nó hút nhau. Và nó khi nó hút nhau rồi thì cái điểm nào đau á thì cái chỗ đó là cái chỗ chống đỡ của sự hút nhau đó, thì hai thằng nó cùng nhau nó đấu chuyện được cho nó thông thôi. Kỳ diệu không? Và mọi người một chút xíu á có thể cầm đá thử đi biết. Cho nên á là những cái trường hợp á mà tôi nói ngày riêng cái chuyện này nha. Bây giờ tôi chưa có thời giờ tôi viết lại cái đó, thì tôi nói riêng cái chuyện này nha. Bây giờ một người bị vú cổ thì trừ trước cái này tôi chưa bao giờ nói, nhưng vú cổ á mình chữa hay lắm. Đây nè, hai cái nút nha, đúng không? Bây giờ tôi làm trường nóng xong tôi đặt hai bên này nè, hai bên này đây kia béo, để cho hai cái xích nó nóng nhà, nó làm cái nó kích thích cái tuyến giáp của mình hoạt động trở lại. Nhưng muốn hoạt động lại là phải nhờ gì? Là nhờ hai cái này tác động vô. Thành ra là cái tuyến giáp mình hoạt động lại, nó hoạt động tốt thì cái vú cổ mình nó hết. Còn những người mà bị ù tai điếc tai, rối loạn tiền đình, mọi người làm mau hết lắm. Sau khi chồng gan xong nha, nhớ là không bao giờ quên cái chồng nắng dùng gan. Chồng xong rồi mình lấy hai cái này cho tôi, mình tháo ra khỏi gan, mình đặt ngay lô hai bên lỗ tai này đó, thì nó hút lại. Và mọi người thử đi, tôi để cho mọi người cầm ha, mình để nè, mình kéo ra, mình để cho nó hút vô nè, nó hút vô nè, đấy, xích lại đây, nè ha, giờ tôi để vô nè, cho nó dính vô nè, giờ tôi thả ra nè, em thấy đốt không? Thấy chưa? Riêng cái đá không chưa nói tới cái chuyện mà tăng nhiệt lượng nó lên, nó kết quả vậy, mà cái nóng là đã giúp cho mình rồi. Còn tôi chưa nói tới chuyện mà sau này á, mình chồm cái gan là căn bản ha, nhưng mà giờ cái khớp tôi đau quá rồi, nhưng mà cái khớp không viêm đó nha. Cái khớp viêm là dùng đá lạnh nhớ chưa, nhưng mà khớp dùng đá nóng ấy, tôi nói riêng cái khớp này đau này mà nó không có, người ta nó bị gai cột xa, gai cái khớp gối, bị vôi quá khớp gối, tất cả những cái gai, những cái vôi, những cái lão quá, đó là cái chuyện đương nhiên của cái cuộc sống mình lớn tuổi phải vậy. Và là tại sao vậy? Tại vì cái mao mạch nó không vô được, nó không nuôi được cái trong cái mạch máu đó, cho nên nó làm không có lưu thông. Bây giờ muốn lưu thông hả? Cái cơ bản mình là gì? Là chồm nóng giống gan, nhưng mà chưa đâu. Mình muốn cho cái này hết nào, mọi người lấy nóng giùm tôi đi, để hai cái này đặt vô nè. Nè, nó hút đầu gối nè. Nè. Đấy, đấy, bây giờ chị cầm hai cục cho tôi đi. Rồi, cầm hai cục cầm dây đi nhé, cầm dây đi. Được chưa? Rồi, để hai bên yên tôi nè. Đó, rồi, thả ra cho tôi nè. Nó hút, thấy chính nó không? Thấy không? Nó hút vô rất mạnh nè. Mà khi mà có sức nóng rồi, có nhiệt lượng rồi mà nó có hút vậy.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.